Những loài động vật độc nhất trên thế giới có thể bạn chưa biết, cá puffer. Thịt cá puffer là một loại đặc sản vô cùng quý hiếm tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù vậy, ít ai có thể biết rằng da của loài cá này lại chứa độc tố chết người. Khi ăn phải da cá puffer, nạn nhân có thể bị tê cứng toàn bộ lưỡi và khoang miệng, sau đó là cảm giác chóng mặt, nôn mửa, nhịp tim giảm nhanh, khó thở, chân tay tê cứng và nhanh chóng tử vong trong vòng từ 4 cho đến 24 giờ. Đặc biệt, loại độc tố của cá này hiện nay vẫn chưa có thuốc giải nên nếu chẳng may nhiễm độc thì có thể coi là vô phương cứu chữa. Thứ hai là rắn Taipan. Rắn độc Taipan là loài rắn sống chủ yếu ở Australia và được coi là loài rắn đáng sợ nhất trên thế giới. Bởi độc tố của nó còn khủng khiếp hơn cả rắn hổ mang bành đến 300 lần. Lượng nọc độc tiết ra trong một lần bị cắn của rắn Taipan có thể cướp đi sinh mạng của 100 người hoặc là một đội quân 250.000 con chuột thí nghiệm. Những nạn nhân bị loài rắn này cắn sẽ tử vong trong vòng 45 phút. Rất may là loài rắn này vốn rất nhút nhát và sợ con người, nó chỉ dùng nọc độc để tấn công trong những trường hợp bắt buộc phải tự vệ mà thôi.